Thì các bác còn em cũng có làm những video cũ để test nhạc rồi, nhưng mà có thể là cũng chưa đầy đủ lắm. Thì bây giờ thì em sẽ làm tiếp tục cái video để test nhạc gửi đến các bác. Thì các bác có thể là xem lại nội thất một chút nha. Thì video nó rõ ràng hơn là lúc livestream trực tuyến. Thì livestream trực tuyến thì nó không được rõ ràng sắc nét lắm. Thì đây, đây là chiếc loa 25, chiếc bát TSG của hãng TSG thương hiệu USA, và bát này là bát 10 inch đấy, dòng loa 8 ohm. Đây là mã vạch của chiếc bát được dán đây. Đấy, mâm trắng, nó giống như những chiếc loa Boss của Nhật sản xuất vậy, nó để mâm trắng như này. Đấy. Tất cả những cái chạm vặn loa hay là jack kết nối hàn thì đều được đính keo rất là nguyên bản luôn, có nghĩa là hàng sản phẩm này là đang zin, đang còn zin các bác nhá, không sửa chữa, đang còn rất là đẹp, gần như là như mới luôn rồi. Đấy. Đây là chiếc màng. Đấy, gân tẩm dầu ướt mềm, màng bóng, chống nước, chống thấm, chống ẩm, kể cả offer cũng vậy. Đấy, gân rất là ướt, rất là mềm luôn ạ. Âm thanh bass rất là mềm. Đấy. Và đây là phân tần bên trong. Đấy, phân tần bên trong. Phần tầm bên trong bao gồm một cuộn dập xung lớn cho bát. Đấy, tạo cái độ rung cho bát nó êm. Và ba con tụ lọc âm. Đấy, một cuộn cản cho tép. Và hai con chở để giảm tải, chống cháy cho tép nha các bác nhá. Đấy, rất là đầy đủ. Mặt phíp mạch được kẻ ở dưới. Đấy, mạch in. Đấy, bông tiêu âm. Đây là chiếc loa tép. Đây, chiếc loa tép. Tép này thì nó dùng chung với cái tép của Martin. Đấy. Cái dòng tép cao cấp của Martin nó cũng được dùng chung cho cái dòng loa TSG này. Đấy, tem mã vạch được dính dán rất là đầy đủ luôn. Đấy. Dòng loa này là bass rất là sâu, loa 25. Nhưng mà bass giải tần nó là 58 Hz. Và loa 250W. Đây các bác có thể nhìn thấy một chiếc loa thùng vách rất là sâu, rất là cân đối và rất chi là đẹp. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy, thông số kỹ thuật nó nằm ở phía sau đây luôn các bác nhé. Đấy, thông số kỹ thuật nó nằm ở phía sau đây luôn. Dòng model HK10 58Hz đến 18K 250W. Đấy. Sản xuất theo công nghệ của USA. Bây giờ thì mời các bác cùng nghe đoạn em test âm thanh nhé. Đấy, đôi loa 5.3 triệu. Các bác có nhu cầu mà đặt sản phẩm này thì liên hệ cho em qua số 0969 800 985. Số lượng thì nó cũng có hạn thôi. Để mua sở hữu được những đôi loa chất lượng như thế này thì các bác hãy liên hệ sớm với em nhé để đặt hàng. Xin mời các bác. Không gian yên ắng, lắng nghe những cái giai điệu nhạc không lời bolero với chiếc loa 25 TSG này thật sự là rất là sâu sắc các bác ạ. Đấy, thì các bác cũng được Thắng Hoàng test cho các bác nghe và các bác có những cái cảm nhận. Thực sự, âm thanh thì mình là thu bằng điện thoại và test trực tiếp ở một con đẩy TSG 800W này 4.6 triệu. Thì đấy, tất cả âm thanh trung thực và được thu âm bằng điện thoại và âm thanh mộc thôi các bác nhá. Đấy, chưa có xử lý tất cả bằng cái gì cả. Đấy, các bác có thể là cảm nhận. Và nếu như cảm thấy
hay và cảm thấy thích thú với đôi loa này, muốn mua thì liên hệ cho em nha các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng và xin chào tất cả các bác.